Này cái chỗ ba, ba cái chị em đi nấu cho biết nha. Hưng lên lên, hưng lên lên rồi nha. Hưng lên lên rồi nha. Là cháu bùi cho nên là bây giờ là ngủ ngủ lý bi á chưa dậy thì là ba mới nấu một thiệu rượu nếp kiểu lý như cái loại là rượu là phải có bàn hiên cho nên là kiểu là mấy sáng để kéo mấy cái thân bàn ở trong nhọc YouTube để sáng cùng rượu để mà ban một số tấm việc này. Này, bì nướng bì thơ vào đây, vào đây, tất cả vào đây. Trời, như thế anh còn mình kia không biết chú Thảo mỗi ngày Thảo đi sao đó, Thảo mỗi ngày kia. Này, vào đây, vào đừng có đi chuyện chứ rồi. Đi chắc bỏ cái này tí rồi, chứ đánh hơn. Quan Bình Thời là bởi vì ván hậu năm Bình Thời mà thấy tối u rượu là cũng nghiệt lắm. Nhưng mà này nướng chú Thảo ở đâu? Thảo mỗi đi em kêu gọi anh Thảo không? Đi xin gọi bác. Thảo ơi. Cái chuyện chỉ không bao giờ anh khờ nha. Nhưng mà còn cái chuyện uống rượu từ khi mà lấy bà hời em chưa là cùng mấy chục năm rồi, nhưng mà anh coi là nó cái chân chi cả vợ con là cái chân chi, không có một cái chân chi hết. Đổi với vợ con là dẹp, vợ con là dẹp là bê như thế này. Anh cũng đứng ấu, anh thả ra đứng ấu. Nhưng mà anh là nói là vợ con là uống rượu nó dẹp cũng thả ấy rồi, uống rượu nó thâu bóng à. Đúng rồi, anh nói thật. Bây giờ với em là Thảo ạ, đổi với anh là vợ nó đỏ cái chân chi hết. Nó cái chân chi sờ chứ là sờ bơ. Con mẹ em rồi đấy, sờ bơ là chân chi sờ. Tổ tư nhóm anh là không bao giờ. Coi là nó cái chân chi cả, vợ con là cái chân chi, không có một cái chân chi hết.
đổi cái vần nói là dẹp. Ông quên là gì đó. Ông quên đi. Quên rồi. Nói đây đây. Quản đi thì chết. À, không đi lại thì nè. Lại cái chỗ ba, ba cái chị em đi nhậu cho biệt nha. Ôi trời ơi, lên hôn lên lên rồi nha. Hôn lên lên rồi nha. Tổ tổ chú Bi ơi. Trời ơi. Quá anh Thông ơi, đứng rồi anh.
Sao mà đừng chơi anh ơi. Anh đừng chơi tỏ cho cần được. Ai nói em làm đi anh ơi. Ôi trời ơi. Trời ơi. Con nữa ơi, anh trả ai à? Anh trả ai à? Anh trả ai à? Anh trả ai à? Anh trả Lam, anh trả Lam. Anh trả anh em ta, anh trả tôi chứ. Tôi nợ trời ạ. Các bạn ơi, thực sự á là thúng hoàng, thực thúng hoàng thử cái tình thương của vợ, tức là ba cái thời và anh em trong kênh nhóm YouTube của thúng hoàng. Thực sự bên ngoài thì như vậy, nhưng bên trong ai cũng thương đấy, thương thúng hoàng thì kỳ luôn. Cho nên những cái cảnh cắt ghép là do thúng hoàng, kịch bản của tập thể kênh YouTube thúng hoàng và đạo diễn cùng toàn bộ cảnh tập thể. Nếu mọi người và các bạn xem video này cảm thấy hay thì cho kênh anh em Thúng Hoàng một đăng ký kênh để được cập nhật những video mới nhất, hay nhất, hài hước nhất của kênh anh em Thúng Hoàng, mọi người và các bạn nhé. Các bạn ơi, chương trình video này cắt ghép video là do Thúng Hoàng, quay video là do Đặng Khắc Thảo. Mọi người và các bạn, đấy Đặng Khắc Thảo đấy. Đấy các bạn, có khách chẳng rồi. Xin chào mọi người nha. Diễn viên thứ hai là Hoàng Lương. Hoàng Lương xin chào mọi người nha. Diễn viên thứ ba là Hoàng Thơ. Mọi người xin chào mọi người nha. Diễn viên thứ tư là Trần Bình. Chào mọi người nha. Diễn viên thứ năm là Bích Thời. Chào mọi người nha. Rất tiếc là hôm nay có diễn viên Phan Văn Đức vì công việc tập thể. Xem video này, nếu như các bạn cảm thấy hay, các anh em Thu Hoàng xin một like, một chia sẻ, một đăng ký kênh để được cập nhật những video mới nhất, hay nhất của kênh anh em Thu Hoàng. Mọi người và các bạn nhé.